Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với group Đạo Quân Hôm nay thì uh, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo Tập số 235 của bộ truyện Đạo Quân uh, Để xem Nghĩa Đạo uh, sẽ ra khỏi cái bí cảnh này như thế nào Kết cục sẽ như thế nào Được rằng tập này đã có kết quả chưa thì xin mời chúng ta đến với diễn biến tập ngày hôm nay nhé Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Đạo Quân Tập 235 Sức chiến đấu của nước Tấn quả thực danh bất hư truyền Có thể làm cho các nước e ngại Tất nhiên không phải mặt hàng trang trí Đối với thế công mạnh mẽ của nước Tấn Tình thế nước Tống tràn ngập nguy cơ Thực lực của nước Tấn vốn được bảo tồn khá hoàn chỉnh Bên nước Tống mất huyền thần điện Do nghi hữu đạo tiêu diệt Ba bên chỉ còn lại hai phái Nhân số nước Tấn chiếm ưu thế Thực lực sẽ chiếm ưu thế Mau chóng đánh cho nước tống Chỉ còn lại chống đỡ Phú Cư Yên bị đánh đến trọng thương Không cách nào có thể tái chiến Còn phải nhờ các đệ tử cứu hộ Trình mãn đường cố gắng chiến đấu Nhìn thấy nước Hàn Lập tức khỏi hết Thị như huynh Đào huynh Nước tấn lòng muôn trả thú Diệt chúng ta Tiếp theo chính là các ngươi Lúc này không ra tay Còn chờ tới khi nào Tiến lên Thị Như vung tay Chỉ huy đại tử Bách Xuyên Cốc xông đến Giết Đào bộ phòng hô lớn Dẫn đệ tử vô thượng cung Xung phong tới Trình mãn đường Thị Như Đào bộ phòng hợp lực với công Thái Thúc Sơn Nhạc Thái Thúc Sơn Nhạc hào khí trùng thiên Dốc sức địch ba Không rơi xuống hạ phòng Hét lớn Đừng vội quản ta Ta tự chặn được Để ý giết địch Đại tử khí Vân tông muốn chạy tới giúp đỡ Lập tức mặc kệ ông ta Quay đầu triển khai ác chiến với tu sĩ Hàn Tống Oanh oanh liệt liệt chém giết Vạn thú môn linh tông Thiên hành tông chạy tới Đến xem tình huống Trong trận chiến ác liệt ở trên không trung vang lên tiếng hét của thị thư Tôn huynh Mai huynh, vương huynh Khí Vân tông, lòng muôn giả thú Sau này chưa chắc đã buông thai cho chúng ta Cầu ba phải giúp chúng ta Chút sức được cùng chu tặc đây thái thúc dân nhạc ở trên không trung gầm lên hai tên tặc đùa với ta ta chỉ rửa hận không liên quan đến các người đừng vội bị bọn chúng ác ý lôi kéo âm thanh quần quận vang vọng tôn trường hạo mai kiều khai vương thiên nhìn nhau do dự không quyết được có điều cuối cùng không ra tay duy trì lập trường nhất quán trung lập không giúp bên nào trong đám đồng nhan bảo như há hốc mồm Nàng ta còn hy vọng những người này sẽ đối phó với bà phái Thật sự cắt đứt đường lui của nghiêu hiếu đạo Ai ngờ còn chưa đối phó với bà phái trung lập kia Mà bà phái bên này đã tự lục đục trước Ngoài khu rừng cổ Mấy bóng người lục tục chui ra Chính là mấy người quý ngọc đức Đụng tới người tiếp ứng do vạn động thiên phủ phái tới Cấp tốc rời đi Một đống lửa bốc cháy lên nơi khác một đại từ kim động khẩn cấp Tới cạnh nghiêm lập thì thầm sư thúc tín hiệu tới rồi việc này không nên chậm trễ đi nghiêm lập vất tay cho đại từ từ kim động chạy đi yến vệ tê nhất thời cảnh giác cấp tốc đuổi theo từ trên trời hạ xuống trường lão diêu tiên định của thủ chính tác lớn tiếng nói nghiêm huynh Lén lén lút rút rời đi là định làm cái gì vậy Nghiêm lập vẫn chạy gấp Có chuyện rất tốt xảy ra Không kịp thông báo cho các vị Mau chóng báo cho các người của các vị chạy đi Chậm thì không kịp đâu Chuyện tốt gì mà chậm là không kịp Đám người đuổi theo sau không nói gì Kết quả cuối cùng là Yến vệ tề Dốc toàn bộ nhân lực chạy theo tử kim độc Bọn họ tin tưởng từ kim động sẽ không bắn tên không đích Đã tự mình đi trước thì cũng phải gánh chịu nguy hiểm trước Có gì đáng sợ chứ Dẫn người rong rồi Nghiêm đập thỉnh thoảng Quay đầu lại nhìn Thấy người của ba quốc gia thật sự chạy theo Thật không biết nói gì Ban đầu ông ta còn lo no lắng Không biết nên làm như vậy có được hay không Sự thật chứng minh Đạo lý đơn giản mà thô bạo của nghi hữu đạo Quả nhiên là rất hiệu quả Chỉ cần bày ra hành động thực tế không giải thích còn hơn vô số giải thích đoàn người xông vào rừng cổ người không biết giờ mới phát hiện nước tấn đang kịch chiến với nước hàn tống ba quốc gia đang giao chiến đều giật mình nhóm người này sớm không tới muộn không tới lúc này lại xông ra quả thực là đòi mạng thái thúc sơn nhạc đang suy nghĩ có nên dứt khoát dừng ta hay không hàn tống trong thế ép buộc có lẽ sẽ hợp tác lần nữa với ông ta Lúc người của Yến vệ tề Còn đang lơ mơ chưa hiểu gì Nghiêm lập đã cao giọng hô lớn Hai nước Hàn Tống nghe đây Sau khi diệt nước Tấn Chỉ cần đồng ý chia đồ của nước Tấn cho chúng ta Chúng ta sẽ giúp các người một tay Phú Cư Yên được đại tử liều mạng chém giết bảo vệ Không biết có thái độ gì Bị thương quá nặng Không thể nói lớn tiếng Được Trình mãn đường đang giận dữ là người đầu tiên đáp lại một lời đã định Trường lão thị như Của Bách Xuyên Cốc cũng lên tiếng đồng ý Đệ tử từ kim động nghe lệnh Giết cho ta Không cần thương lượng với những người của Yến vệ tề Nghiêm lập vùng tay hô to một tiếng Dẫn đệ tử từ kim động xông ra Trường lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung Trường lão Trừ Phong Bình Của Linh Kiếm Sơn Nước Yến Không biết phải nói gì Hôm nay xem như là mới biết vị trường lão nghiêm lập này là người sát quyết đoán hấp tấp nói là làm có lợi có thể kiếm năm nhà đánh một nhà rất ổn thỏa chính là cơ hội cháy nhà hôi của ai có thể nói gì nhóm của tiêu giao cùng và trừ phong bình đi cùng với nghiêm lập đầu tiên không thể không dẫn người lao lên sau đó đến người của tề vậy cũng giết theo mãi đến khi thực sự chém giết người của yến vệ tề vẫn còn cảm thấy không chân thực không hiểu ra sao chạy tới Không hiểu ra sao đánh giết Thần bất do kỳ Từ lúc ba quốc gia bên kia gia nhập Hai nước Hàn Tống đang khổ sở Chống đỡ trật thờ phào nhẹ nhõm Tình hình trận chiến cấp tốc đào ngực Vốn tình thế nghiêng về phe nước Tấn Đã đổi thành nước Tấn Không chịu gánh nổi gánh nặng Một đám chó má Trong lúc ác chiến Thái thúc sơn nhạc bi phẫn Giết gạo lúc trước ông ta đã lo lắng giao chiến với hàn tống sẽ bị yến tề vệ chạy tới bên này tranh cướp kết quả là còn chưa kịp đợi đến lúc tranh cướp người của yến vệ tề đã lấp kín vùng chớp mắt nhân chìm nhấn chìm đệ từ nước tấn và tuyệt cảnh một tu sĩ nước tấn phải gánh chịu vây công của vài tu sĩ lần lượt ngã lần vạn thú môn linh tông thiên hành tông quan chiến tận mắt thấy cảnh tượng như là hài kịch xoay vần khốc liệt không biết bao nhiêu người Thầm thổn thức Lắc đầu Xem như biết được sự tanh máu của trận tranh quyết Xem như biết được trận Tanh máu của trận tranh quyền đoạt lợi này Cũng vui mừng Vì bên mình không phải vậy Trên cây Phiêu miễu các cũng lạnh nhạt quan sát Thực sự không thèm đến dễ đến cuộc vui Thực lực của họ không hẳn Đã so được với đám người Đang giao chiến trước mắt nhưng mà làm cho người ta có cảm giác như đang nhìn xuống một bầy kiến hôi vậy Cửu thúc Một đại tử khí vân tông Lớn tiếng la lên Giọng đầy bi thường Hiểu Thái thúc sân nhạc hiểu ý của đại tử Đã không giữ được nhà Có giận hơn thì cũng vô dụng Dùng huyết tính cắn gượng chống đỡ Thì có thể bị diệt Đi Thái thúc sân nhạc cào lên đầu xót Rút cuộc cũng đã truyền lệnh rút lui trong tay phải ông ta chộp hờ vào hư không một cái bú vô hình rất lớn xuất hiện trong lúc vung vẩy vang lên tiếng sớm rền bức lùi kẻ về công sau đó ông ta cấp tốc lắc mình lao ra tù sĩ nước tấn không còn lại nhiều cũng thẳng thốt thoát đi tất nhiên đã trốn về hướng lực cản nhỏ nhất phương hướng từ kim động nước tấn chỉ còn lại chừng 500 người ngay lúc Nước tấn chỉ còn lại chừng năm Nước tấn chỉ còn lại chừng trăm người Ngay lúc sắp thành công Người về công há có thể thả cho bọn họ chạy Lập tức có người hô to Đuổi Mắt thấy mọi người đuổi theo Nghiêm lập lại không có ý đó Ngược lại còn hô lớn Giặc cùng chớ đuổi Ông ta vẫy tay ra hiệu Đại tử từ kim động Lập tức hiểu ý Theo sự dẫn dắt bắt đầu hỏi hết theo Giặc cùng chớ đuổi Giặc cùng chớ đuổi Tiếng hò reo tầng tầng vang ra xa Đám người vừa mới đuổi theo trật trì hoãn tốc độ truy kích Thỉnh thoảng quay đầu lại xem Thấy người của từ kim động không đuổi theo Người của tiêu giao cung và linh kiếm sơn dừng lại trước tiên Họ vốn cùng nhóm Tiếp đó nước vệ và nước tề cũng khó hiểu mà dừng lại Không hiểu ra sao đánh một trận Chưa hiểu đầu đuôi, tay nhau làm sao Không biết ai không ai biết từ kim động làm gì Nhưng mà đã biết từ kim động là biết rõ nhất Cho nên chắc chắn phải có nguyên nhân Vừa chậm mất một nhịp như vậy Đã không cần đổi tiếp Tàn quân của nước tấn đã chớp thời cơ trốn đi xa Nói thật thái thúc sân nhạc loáng thoáng nghe thấy tiếng hô Quay lại nhìn Cũng không hiểu nổi tình hình Mắt thấy sắp bị tiêu diệt sạch Mắt thấy độ trên tay bị cướp mất Tại sao đám người kia lại buông tha cho họ Có ý định gì đây Chẳng hiểu ra sao đã chạy tới Chẳng hiểu ra sao Đánh một trận Càng chẳng hiểu sao Lại thả chạy Bây giờ đánh xong rồi giúp cuộc có thời gian thông thả Làm rõ chuyện Trường lão Sơn Hải Của tiêu giao cùng là người đầu tiên Tới chất vấn nghiêm lập Nghiêm lập Người có ý gì Nghiêm lập dừng dưng như không Ý gì là ý gì Người quản lý của các nước đều vây tới Ý đồ dò hỏi Sơn Hải chỉ về phía người nước tấn bỏ chạy Đừng giả bộ hồ đồ Đã sắp tới tay Ông không cho đuổi Là có ý gì Nghiêm lập kinh ngạc nói Các người muốn đuổi thì đuổi Ta lại không ngăn cản các người Ta còn đang cảm thấy kỳ lạ đây Ta bảo người của tử kim động chúng ta dừng đuổi Chứ đâu có bảo các ngươi dừng đuổi Các người làm sao mà dừng đuổi Lời vừa nói ra Mọi người tập thể cứng họng không trả lời được Khoan hãy nói Hình như là quả thực là như vậy Nghiêm lập có vẻ trêu tức tặc lợi nói Không nhìn ra mà Nghiêm lập ta lại có uy tín đến mức lệnh được cho cả chư vị đấy Bớt nói nhảm đi Trường lão diêu tiên định của thủ chính các nước vệ quát Đừng có coi chúng ta là kẻ mù Đừng cho là chúng ta không nhìn ra Vừa nãy Người của từ kim động các người căn bản Không hề cản trở bọn họ Lại có ý thả lòng Người rõ ràng cố ý để cho họ chạy thoát Nghiêm lập Rốt cục người muốn dở cái trò quỷ gì Nghiêm lập cười lạnh một tiếng Vẫy vẫy tay Gọi một đệ tử đeo túi vải tới Xoay người đưa lưng ra Nghiêm lập vùng kiếm Hào quang lóe lên Cắt vào cái túi Chỉ thấy đồ vật ở trong túi áo ao ao Đổ ra thành đông Tất cả đều cho rằng Trong túi là linh trùng Ai ngờ lại toàn là bùn đất Mọi người nghe xong Nhìn sang Càng ngày càng khó hiểu được ý của nghiêm lập Cha kiếm vào vỏ Nghiêm lập cười hà hà nói Bây giờ đã chiếm nơi này Sau khi lối ra mở Có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào Ta cũng không có dối gạt chưa vị Lần này từ kim động chúng ta đúng là Số con dẹp Khổ cực dằn vặt lâu như vậy Mà không có thu hoạch được đinh trùng Phần thường hạng nhất này sao Chúng ta chả có hy vọng gì Nếu đã không có gì Ta cũng không cần phải để đại tử từ kim động Không công đi chịu chết Ngăn cản Liều mạng ngăn cản sao Ta có bệnh còn tạm được Mọi người chợt hiểu ra trường lão tiễn phục thành của thiên hòa giáo trầm giọng nói nếu đã không có thì lại phải càng ngăn họ lại mới thu được nhiều chứ nghiêm lập khả khả nói thu hoạch nhiều làm gì các người có thể để cho mình ta độc chiếm hết sao mỗi người một phần kết quả chẳng phải là vẫn thế sao ông ta nói xong mọi người đều hiểu lão già chết tiệt này bản thân không có hy vọng cũng không muốn được người khác có được Sơn hải của tiêu giao cung đột nhiên ra tay Vùng tay sẽ rách túi vải sau lưng Của một đệ tử từ kim động khác Cũng toàn bùn đất ao ao chạy ra Nghiêm lập liếc mắt cảnh cáo nói Làm gì vậy Đừng có tay máy động tay động chân với người của ta Bằng không đừng có trách ta trở mặt Sơn Hải và Trừ Phong Bình đều trở mặt Họ cùng nhóm với nghiêm lập Muốn hợp lực kiếm thành tích Từ kim động thu hoạch quá ít có nghĩa là Sẽ kéo thấp thứ hạng của nước Yến Tâm tình của họ có thể tốt mới lại là Bọn họ cũng càng ngày càng hiểu ý nghĩ của nghiêm lập Hợp tác lấy được thành tích Sau đó sẽ phân chia phần thường theo tỷ lệ thu hoạch của từng bên Cống hiến rất nhiều Tất nhiên đã đạt được nhiều Cướp được đinh trùng của nước tấn Dù có chia ra đều Thì cũng không thể tăng lên tỷ lệ chia trác cho từ kim động Người ta không cần thiết phải liệu mạng kiếm lợi cho người khác Cũng không cần giúp cho hai nhà bọn họ thành công Người của nước Hàn và nước Tống bên kia đều đen mặt Dùa thầm nghiêm lập không thể chết tử tế được Bọn họ bị nước tấn Hại thảm như vậy Tổn thất như vậy Mắt thấy có thể bảo báo thù rửa hẳn Kết quả nghiêm lập lại thả cho nước tấn chạy mất Trường não lưu cao hưng Của huyền Bình Tông trầm giọng nói Nghiêm lập Làm sao ông biết nơi này Lại xảy ra nội loạn Nghiêm lập ha ha cười nói Bên này vừa vặn là cơ sở ngầm do ta sắp đặt Là ai thì các ngươi đừng nên hỏi Ta sẽ không nói đâu Trường lão Tào Binh Của Đại Nhạc Sơn Cắn rào nói Ngươi không muốn cấp linh trùng còn dẫn chúng ta tới đây đánh nhau Hy sinh uổng những đệ tử kia là có ý nghĩa sao Đây là chuyện tốt mà ngươi nói sao Nghiêm lập lập tức đáp trả Tào Binh Đầu óc của ngươi có bệnh không vậy Tự ngươi xem xem ngươi đang ở đâu ở đâu Cái gì ở đâu Mọi người liếc chung quanh một lần Ở đây không phải là rừng cổ sao Chặt mọi người dường như là nhận ra điều gì Tào Bình không biết nói gì Nghiêm lập chỉ vào mũi ông ta mắng Là lối ra Hiện lối ra đã bị chúng ta chiếm đóng Một khi lối ra mở Chúng ta có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào Không cần phải ruột rè Xem sắc mặt của người khác trước Có cơ hội tốt như vậy Ta không nhanh chóng Tranh thủ thời cơ tốt Chẳng đã để nó vượt khỏi tay Đây không phải là chuyện tốt thì là gì Lại còn trách ta sao Ta thấy các người phải cảm ơn ta mới đúng đấy Mọi người hiểu rõ Cái này lúc trước vô cùng lo lắng Chính là vì việc này Cho nên tới đây qua thực là chuyện tốt Không phải là chuyện gì xấu Khiến mọi người không có quá dày vò trong đầu Nghiêm Lộc quay đầu lại nhìn về phía nước Hàn và nước Tống Thị nhiều huynh Trình huynh Hai người hẳn là càng phải cảm ơn ta mới đúng chứ ông ta còn vui vẻ nháy mắt với họ người của hai nước hàn tống vốn còn không có phản ứng chỉ cho rằng ông ta đang nói mình đã ra tay cứu họ đúng lúc chờ đến lúc nhìn thấy cái chớp mắt mờ ám của ông ta họ mới giật mình cũng có thể nói là kinh hãi đến mức chảy mồ hôi lạnh khắp người lão già nghiêm lập này hoàn toàn có thể đợi đến lúc ba nhà bọn họ tiêu hào lẫn nhau đủ rồi thì mới xuất hiện tiêu diệt sạch ba phe một lượt, cũng dễ dàng cướp linh trùng trên tay họ Thử hỏi nếu như vậy Không phải là cảm ơn người ta sao Tâm trạng oán hận đó đối với nghiêm lập lúc trước không còn Nếu người ta đã có ý định làm chuyện xấu Hai nhà bọn họ làm sao có thể Đứng ở chỗ này Người của Yến vệ tề Hầu như đều đen mặt Cũng hiểu ý nghiêm lập Lão khốn này rõ ràng chính là mình Không chiếm được thì cũng không cho người khác chiếm được Sau đó dưới tình huống Khu vực xung quanh ít có thay đổi Vẫn ôm tâm tư ôm cây đợi thọ Người ở khu vực quanh lối vào còn nỗi hy vọng đối với đa số Linh trùng ở trên tay hai phe còn lại Là đám yêu ma quỷ quái hải ngoại Tàn quân nước tấn vừa bỏ chạy Hàn Tống là bất nhất Trong qua trận chiến này Người của hai nước còn lại tổn hại quá nữa Một khi yến vệ tề đồng hiệp đối phó với họ Hậu quả có thể tưởng tượng được Hai nước này ở bên ngoài bí cảnh đánh nhau một Mất một con Lúc này đã kiên quyết ôm nhau một chỗ Phòng bị nguy hiểm rất nhiều đệ tử từ kim động Cởi túi vải ở trên người xuống Rũ bỏ bùn đất trong túi Linh trùng còn lại không có bao nhiêu Sau khi quan sát phản ứng xung quanh Nghiêm đập thì thầm Với một đệ tử thân tín bên cạnh Giấu kỹ đồ cho ta Không được để lộ sơ hở Đệ tử nhỏ giọng đáp Đều đã phân tán Giấu trên người Không dễ bị phát hiện Nghiêm đập gật gật đầu Cũng rất cảm khái thở dài Cuối cùng cũng coi như làm xong rồi Che giấu linh trùng trong tay Cũng là vì hết cách Một loại hành vi cử chỉ Vừa rồi chính là từ biện pháp vô gì Của nghi hữu đạo Bây giờ xong chuyện Ông ta đã phục nghi hữu đạo rồi Ông ta mới lần đầu tiên làm chuyện vĩ đại lừa bịp này Mà lại còn chơi đùa Có thứ cốt tự Một khâu tiếp một khâu Đùa dẫn toàn bộ người trong lòng bàn tay Đương nhiên trái đắp số lượng linh trùng trên tay là để chứng minh trên tay mình không có bao nhiêu linh trùng Cũng là để người ngoài không nghi ngờ gì Chuyện sau đó giao lại cho Nghi Húc Đạo Chính lúc này Sơn Hải và Trừ Phong Bình Dắt tay nhau tới Vừa thấy mặt Trừ Phong Bình xông tới hỏi Nghiêm lập Sao ta cảm thấy người còn giấu chuyện gì nhỉ Nghiêm lập cười nói Vì sao lại nói vậy Trừ Phong Bình nói Cho dù linh trùng trên tay ngươi không nhiều Diệt tấn hàn tống rồi Cướp được trên tay họ Ba hạng đầu chắc chắn sẽ có phần của chúng ta Người dù sao cũng có thể có được phân một phần Làm dối như vậy Thật không hợp lý chút nào Nghiêm lập khinh thường nói Ba hạng đầu gì Có thể lấy được hạng nhất Làm sao ta phải quan tâm ba hạng đầu làm gì Hai người ngạc nhiên Sơn Hải hỏi Người có ý gì trên tay ta không có linh trùng Nghiêm lập vừa nói vừa rũi nắm tay Năm ngón tay bóp chặt Nếu ta có biện pháp lấy được từ tay của nước tấn Hai vị có nguyện chia phần thường hạng nhất với từ kim động ta Hai người kia lại nhìn nhau Có vẻ nghi ngờ Trừ phong bình nói Đừng nói chuyện mờ ảo kia Nói chuyện thực tế đi Nghiêm lập cười quỷ dị nói Ta đã nói rồi đã sắp xếp nhãn tuyến vào bên này Hai người cùng nhìn xung quanh Có vẻ chưa hiểu gì Đừng nhìn loạn khắp nơi Cơ sở ngầm đã không ở đây nữa Đi cùng người nước tấn rồi Nghiêm lập chật ném ra một câu Hai người kia sững sờ Rồi chật hiểu rõ Bỗng dừng hưng phấn hẳn lên Mắt trừ phong bình tỏa sáng Vội vàng nói Lão già Ý của ngươi là người có thể tìm được tung tích của đám tàn quân nước tấn sao nghiêm lập khẽ vút cảm nói mượn tay họ đánh cho nước tấn tàn phế tự chúng ta dễ dàng xử lý chúng ta có thể độc chiếm làm sao phải chia đều cho bọn họ trừ phong bình và sơn hải đều nhìn nghiêm lập với vẻ kinh ngạc hiểu rồi cuối cùng cũng hiểu rồi chẳng chắc để phấn đấu quên mình dẫn người xông lên giúp hai nhà hàn tống hóa ra là mượn tay người ta đánh nước tấn tàn phế. Chẳng trách lão già này lại vòng vòng vo vo. Đánh được một nửa liền cố ý thả nước tấn chạy mất. Hóa ra đằng sau còn ẩn giấu lòng ác ôn. Muốn ăn một mình. Nước tấn đã bị đánh cho què chân. Lặng lẽ theo sau là có thể giải quyết dễ dàng. Có điều hai người không thể biết. Có điều hai người không thể không thừa nhận. Lòng ác ôn này giấu thật tốt. Bởi vì thứ hạng của nước Yến Chắc chắn do ba nhà cùng hưởng Ăn một mình cũng là do ba nhà cùng ăn Hai người nghĩ lại đều cảm thấy hưng phấn Nghiêm lập ghé sát tay vào hai người Lên lút nói Hai vị Nếu lấy được hạng nhất Có nguyện chia đầu phần thưởng với từ kim động ta không Hai người nhìn nhau Việc này còn cần phải hỏi sao Trên tay người ta không có linh trùng Lúc về sẽ chỉ được Lúc về sẽ chỉ được được chia thưởng rất ít Nhưng bây giờ trên tay người ta Lại nắm giữ mảnh mối quan trọng Để thu hoạch linh trùng của nước tấn Đang dùng điều này để chiến ép bọn họ Và chia đều Quan trọng là không đồng ý Cũng không được Không đồng ý người ta sẽ không phối hợp tìm tàn quân nước tấn Bên họ cũng không có cơ hội nắm được hạng nhất Sau khi ánh mắt va chạm Trừ Phong Bình nói Nghiêm lão quỷ Chỉ cần ngươi thực sự tìm được tàn quân nước tấn Coi như từ kim động người có công Chia đều thì chia đều chứ Nghiêm lập lại hỏi Sơn Hải Thái độ tiêu giao cung thế nào Sơn Hải nói Mọi người đồng tâm hiệp lực chấm hạng nhất Sau này bất kể là nhà nào có ít Nhà nào có nhiều Cũng sẽ chia đều phần thưởng Được Quyết định như thế đi Nghiêm lập vỗ tay cười Trường Phong Bình cười gần nói Nghiêm lập Ngày xưa không nhận ra Thì ra Ngươi lại gian trá như vậy đấy Sơn Hải đầu tán thành Ai dám nói không phải Vòng một vòng như vậy Nắm mũi dắt mọi người Phải ngoan ngoãn chạy theo Hai người lần đầu tiên nhận ra bản lĩnh của nghiêm lập Đột nhiên lôi đâu ra Một cái bẫy liên hoàn chờ đến độ nước chảy mây trôi Kín kẽ không một kẽ hở lờ hết mọi người vào trong không giống nghiêm lập mà họ từng quen biết Hai người đều đang suy nghĩ Hôm nay xem như là biết rồi Sau này phải đề phòng lão quỷ này Đừng để lão bán mất Lúc nào mà cũng không biết Nghiêm lập vội xua tay Khiêm tôi nói Như vậy không có coi là gian trá Bình bất yếm trá Bình bất yếm trá Ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi Trên tay có ít linh trùng Quay về rồi không dễ báo cáo chỉ đành vắt óc tìm mưu kế khác bù đắp thôi Có phải không? Trong lòng ông ta lại nói thầm Không phải là ta gian trá Kẻ gian trá là kẻ khác Chúng ta chỉ là một khâu ở trong đó mà thôi Chỉ mình ông ta biết rõ nhất Dương nghiệp của nước tấn không tiếp phiên bên này ra tay Bên này còn đang chấn Bên này còn đang thương nghị Làm sao diệt tàn quân của nước tấn Mà không làm cho hai nhà vệ tề Biết đột nhiên có người đến báo Trường lão Hai nước Hàn Tống chạy rồi Chạy Chuyện gì vậy Ba trưởng lão lập tức phái người đi thăm dò tình huống Hai nhà vệ tề Cũng biết tin Kết quả phát hiện hai nhà Hàn Tống Đã chạy mất dạng từ lúc nào Không chạy không được Hàn Tống đã nhận ra nguy hiểm Hai nước này đã bị tấn tiêu hao Quá nửa thực lực Người lợi hại nhất bên nước Tống Là Phú Cư Yên đã bị thương nặng một khi ba nước yến vệ tề tiếp tục hợp lực ra tay Dù cho Hàn Tống dùng sạch thiên kiếm vụ trong tay Cũng không thể ngăn cản được Nguy hiểm thường thường đến từ chính việc như vậy Người càng mạnh mẽ Người càng không dám Người ngoài càng không dám nổi lòng xấu Nếu người quá yếu nhược Người ngoài dù không có ý xấu thì cũng sẽ dễ dàng Bị gợi ra ý đồ xấu trong tâm Dễ dàng chiếm lợi Có ai mà không muốn chứ Suy nghĩ mãi Hai nước cuối cùng vẫn quyết định lặng lẽ Bỏ chạy lên người Chỉ chờ thời khắc sống còn Thì mới phá vòng vây xông ra ngoài Tấn Hàn Tống Nội chiến một phen Không ai chiếm được lợi chưa nói Lại còn làm mất nơi chấn giữ Trước lối vào bí cảnh nữa Cầu thúc Thúc xem Đằng sau có khói bốc lên rồi Đóng người nước tấn đang chạy trốn Cho có tiếng hô thái thúc sân nhạc quay đầu nhìn lại không sai xa xa có một cột cói khói lờ mờ đang bay lên nếu không vì lo lắng truy binh nên thỉnh thoảng quay đầu lại kiểm tra sợ là sẽ lơ là bỏ qua thái thúc sân nhạc đang nghĩ đến việc này lập tức vung tay lên cả nhóm đang chạy trốn chật khẩn cấp dừng lại chỉ thấy trên tán cây trước mặt có một người đang gác kiếm ở trên vai ai cũng biết người này chính là nghi hữu đạo đã gây sự ở thiên cốc chỉ một người hút đạo dám chặn bọn họ sao thái thúc sân nhà cảm thấy bất ổn ông ta cấp tốc liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh người hút đạo cười híp mắt nói nhìn cái khói lửa báo tin ta đại tưởng ai hóa ra là hào hán nước tấn nói thật dễ nghe cột khói kia chính là để thông báo hướng chạy của nước tấn cho bên hắn để tiện khóa chặt vị trí còn chặn người Thái thúc sân nhạc vất tay hét một tiếng Hôm nay tâm trạng của lão tử đang tốt Không muốn làm khó người Cút sang một bên Mặc dù nói sẽ làm Mặc dù nói là sẽ tha cho nghi hữu đạo Thực ra trong lòng ông ta không có chắc chắn Nghi hữu đạo nói Không bao lâu nữa sẽ đến lúc lối ra vào bí cảnh mở Chư vị cớ gì còn chạy sâu vào bí cảnh chứ Ta thấy chư vị đi cả chặng đường Chắc cũng cực khổ rồi Không bằng ở lại nghỉ ngơi một chút thái thúc sơn nhạc cảnh giác bốn phía phẫn nộ quát nhãi còn người sống lâu phát chán rồi sao Nghiêu hữu đạo lướt mắt một cái nhận được tín hiệu từ gần đó chuyển tới biết người mình đã về quanh chỗ này ngữ khí lập tức thay đổi không thèm dài dòng thái thúc sơn nhạc đừng ngoan cố nữa ngoan ngoãn giao linh chủng ra đây ta tha cho người khỏi chết thái thúc sơn nhạc cằn giọng cười muốn cướp nước tấn ta sao Nghiêu hữu đạo nói Nói cướp khó nghe Là bảo người giao ra đây Thái thúc sơn nhạc Lòng kiên nhẫn của ta có hạn Đừng kéo dài thời gian Mọi người bớt việc một chút Bằng không ta đã đến đây cướp Thì cũng không ngại cướp nhiều hơn một nhà đâu Muốn chết sao Thái thúc sơn nhạc quát dầm lên Lắc mình nhào tới Bảo ông ta giao linh trùng sao Nói đùa Nước tấn từ lúc nào phải luôn cúi như là con cháu người ta Đừng hòng ông ta vứt xệt Đừng hòng ông ta vứt sĩ diện đi Người hữu đạo không dễ dàng mạo hiểm Hắn cũng không thích chuyện chém giết quá nhiều Nên cấp tốc bay về hướng sau lưng Kiếm gác trên vai vòng một cái Chỉ về phía trước Chỉ nói một chữ Lên Dưới tán cây Bốn người đồng loạt lao ra Phù hoa, lãng kinh không Hồng cái thiên, đoạn vô thường Cùng lúc rồng lên Hợp lực vây công ngăn cản thái thúc sân nhận Năm người chớp mắt đã đánh binh binh bàng bàng gió bão quét ra xung quanh yêu ma quỷ quái tứ hải đã vây kín quanh đây cũng lập tức nhào nhào xông ra giết bao gồm 50 đệ tử vạn động thiên phù và cả trưởng môn tư đồ diệu cũng giết tới nghĩa hữu đạo bỏ ra tinh lực lớn lao lần này nhất định phải lấy tới tay không được sai sót hắn hầu như đã dốc toàn bộ lực lượng ở bên cạnh cần phải vô giết tàn quân nước tấn ngay ở đây bốn phía vây công tu sĩ nước tấn bị vẫn liều mạng phản kháng mẹ con phân cơ vô chúc hành bay tới bảo vệ hai bên nghiếu đạo và lúc này nghiếu đạo không thể xảy ra chuyện gì hắn chính đã mấu chốt quyết định để đệ, tử từ, từ kim động nhường ra lối thoát thân cho mọi người không còn nghiếu đạo từ kim động không chừng sẽ quay sang cướp linh trùng trên tay họ Vậy thì không phải là nhường đường nữa Mà là muốn máu của họ Chém giết đi thẳng vào giai đoạn gây cấn tột độ Chớp mắt đã thành mất một mất một còn Đám người nước tấn đã đại chiến một ven Tại bìa rừng cổ Lại buôn ba bò chạy suốt chặng đường Pháp lực vốn đã tiêu hao không nhỏ Bây giờ lại gặp lại lũ cướp này Có thể tưởng tượng được tình hình trận chiến thảm liệt tới mức này Nước tấn chỉ có thể miễn cưỡng mà chống đỡ Chết đi giữa không trung thái thúc sơn nhạc gầm lên trong tay bỗng dưng ngưng tụ ra cây búa lớn cạch một tiếng ông ta đập tới hồng cái thiên khiến gã không ngừng ứng phó kịp phun máu bay vụt ra sau phù hoa hết tới yêu khí ngùn ngụt, ngụt quanh thân từ thân thể nàng ta nháy mắt có họ hằng hà xa số cành cây vươn ra quấn về phía cây búa uy lực vô cùng ở trên tay thái thúc sơn nhạc đồng thời quấn lên người ông ta Bùa lớn trong tay Thái Thúc Sơn Nhạc khó vung lên được Bỗng vụt một cái biến mất Một tay ông ta kéo mạnh dây leo Đang quấn trên người Thân thể lượn một vòng Dựa sát vào đám cành cây Dây leo không hề bị sợ cành cây quật hoặc đâm tới Chớp mắt một cái Đã rút ngắn khoảng cách giữa mình Và phù hoa Trên cành cây dây leo Có gai độc sắc bén Nhưng mà phù hoa vừa thi pháp Kéo cẳng lên đã chợt cả kinh Gai độc sắc bén như vậy mà khó đâm thùng nổi ra của Thái Thúc sân Nhạc. Thái Thúc sân Nhạc đã không thấy đâu, chui thẳng vào trong quần dây leo dày đặc, bị dây leo bọc lại thành quả cầu lớn. Đoạn vô thường cấp tốc đập tới, bản thể quy tụ, bản thể quỷ tu, biến hóa thành quỷ vụ ác liệt, dâng lên muốn bao lấy quả cầu dây leo, phủ chết Thái Thúc sân Nhạc trong đó. Phủ Hoa giang tay liều mạng không chế quả cầu dây leo, phối hợp đoạn vô thường tiến cầu ầm một tiếng cầu dây leo vỡ tung một luồng lửa vàng kim phun ra nhưng mà không phải là lửa chân chính là ngọn lửa vàng chưa có thể nhìn thấy bằng pháp nhãn trong lửa vàng có một quả cầu đấm phá tan cầu dây leo uỳnh một tiếng quyền ảnh phù lửa quyền ảnh phù lửa vàng đập trúng giữa ngực của phù hòa giống như là chùy thủ xét dèm giống như là chùy sắt nện vào đập cho lửa bắn tung tóe phù hoa kêu thảm thiết liên hệ giữa cơ thể và cây cây cầu dây leo bị cắt đứt vị trí chúng quyền ở giữa ngực giống như là than cốc bắt lửa có hoa lửa bắn ra không ngừng có cành cây dây leo bốc cháy rừng rực bay tán loạn quanh phù hoa phù hoa giống như là vứt bỏ thứ gì như là thần lằn tự cắt đuôi cầu sinh không ngừng tự chặt đuôi mình mất một lúc lâu không biết có bao nhiêu cành cây trái đen từ ngực từ miệng nàng ta phun ra thì mới hóa giải được uy lực thuộc tính từ một quyền của Thái Thúc Sơn Nhạc. Đồng thời lúc đó, Thái Thúc Sơn Nhạc đấm xuyên cây cầu dây leo, cũng tung quyền lửa phủ vào quỷ tu. Đồng thời lúc đó, Thái Thúc Sơn Nhạc đấm xuyên cây cầu dây leo, cũng tung quyền phủ lửa, đánh vào quỷ vụ. Quỷ vụ toàn diện rung động, ở bên trong có tiếng rên đau đớn. Đoạn vô thường hiện hình ở trong quỷ vụ che ngực bay ra ngoài liệt diễm kim thân của khí vận tộc vũ Châu hành bảo vệ bên cạnh hữu đạo Ngờ vật lên trời quan chiến lầm bầm vân cơ bên cạnh cũng nói Vợ vặn có thể khắc chế đoạn vô thường và phù hoa Nghiếu đạo nhìn thấy người giao chiến tới tới lùi lùi trong không trung miệng chật chật mấy người này ác chiến trên không căn bản không hề đáp xuống đất điều này khiến cho liên tưởng tới trận chiến chính mắt hắn đã thấy của triệu hùng ca tại sơn trang mao lư đây chính là sự tranh đạch giữa tu sĩ cao thủ chân chính và tu sĩ bình thường họ đã có năng lực chống cự lại sức hấp dẫn của mặt đất thoáng qua một đoạn đã có hai người bị thái thúc sân nhạc đả thương lãng kinh không như là từ chín tầng trời hạ xuống giống như là kéo theo cả một mảng trời không biết từ đâu kéo tới một đám mây trắng nhiễu nhiễu nhào tới từ thế y nhấc mây Như là rời non lấp bề Đánh về phía thái thúc sân nhạc Lúc ép tới gần Trong mây trắng đột nhiên Bắn ra vô số mũi tên trước Thái thúc sân nhạc bỗng dừng lấy một chiếc búa lớn Xoay vòng như là phong hỏa lớn nhấc lên tiếng sấm nổ đi đùng Cây bố uy lực vô cùng kia Đập tàn vô số tên nước Mây trắng uy thế rời non lấp bể Cũng bị gió bão đánh tàn tắc Bùng một tiếng Lãng kinh không phun máu bị cái búa lớn kia đập bay ra khỏi đám mình Bốn cao thủ ở trên không trung hợp lực mà không làm gì được Thái Thúc Sơn Nhạc. Nghiếu đạo cao mày. Trận bên cạnh có gió nổi lên. Vừa quay đầu lại là thấy được sau lưng vu chấu hành tỏa ra hàn quang. Y đã rút kiếm bay vụt lên trời. Lại lên cơn rồi. Nghiếu đạo thì thầm nói. Nhiều người hợp lực vây đánh mà không đẩy ngã nổi một mình Thái Thúc Sơn Nhạc. Lại còn bị Thái Thúc Sơn Nhạc đánh cho liền xiềng Vũ Châu Hành không báo với bất kỳ ai Đã lao ra hiển nhiên là không nhìn nổi nữa sốt ruột ra tay Một kiếm tòa hàn quang sáng lạnh, Kiếm cường như là cầu vòng Vạch tới Xe gió chém xuống Thái Thúc Sơn Nhạc Thái Thúc Sơn Nhạc quay phát đầu lại Chẳng quản 3721 Vùng búa đập tới Âm một tiếng Không trùng vang vọng tiếng gầm Kiếm cường và búa đồng thời nổ tung Hai người chấn động cùng lúc lui về sau khí cương tán loạn khuấy động cả mấy trời tuy kiếm cường bị phá vua châu hành uốn người lên không lại kéo kiếm lào tới muốn chết sao thái thúc sân nhà cao lên một tiếng như đã sấm nổ ở trong mắt lấy lên ngọn lửa vàng hai tay vung lên đột nhiên giữa trời xuất hiện cây búa mỗi tay hai búa vua châu hành giật nảy cả mình đã chậm hai cây búa lớn vung lên cùng đánh xuống Vũ Châu Hành cấp tốc giơ ngang cây kiếm chặn trước ngực, cương khí bùng lên từ kiếm, chống đỡ hai búa giáp công. Âm một tiếng, tuy chặn được một đòn chí mạng, kiếm cương cũng tàn vỡ. Hai tay Vũ Châu Hành chấn động rung lên bần bật, sắc ra một ngụm máu, thân thể bị cương khí cuồng bạo cuốn bay. Vân Cờ phía dưới đang quan chiến, vừa thấy như là thế, liền dẫm cây định nhảy ra can thiệp. Ngưu đạo bên cạnh bình tĩnh nói: "Không đến mức quá cấp thiết." cô nên cố gắng giữ được thực lực thì hơn nhiều người nhiều mắt vân cờ hơi trầm mặc hiểu ý của hắn phiêu miễu các đã chú ý tới nàng phải tận lực ẩn náu vân hoàn quay lại nhìn mẹ mình được nhắc nhở vân cờ nhẫn thời nhất thời nhẫn lại không ra tay ngẩng đầu tiếp tục quan chiến bóng người thác loạn giữa trời trên trời gầm lên giận dữ Hồng Cái Thiên từ trên trời nhào xuống dưới Thái Thúc sân Nhạc xách hai búa ngẩn lên nhìn Thấy trên người Hồng Cái Thiên bốc lên yêu khí Thân thể kịch liệt biến hóa Tốc độ rơi xuống càng ngày càng nhanh Đầu Hồng Cái Thiên Vốn lúc đầu sư tử cũng đang kịch liệt biến hóa Toàn thân y căng phòng lên Thoáng cái hóa thành một con vượn khổng lồ Cao tới hơn ba trượng Khuôn mặt con vượn dữ tợn Lông đỏ rực Nhất là lông trên đầu dài bay phần phần Lợi đông đỏ vượn lông đỏ như là sao băng bốc cháy rơi xuống thái thúc sơn nhạc thi pháp phát huy man lực kinh người hoàn toàn dốc hết toàn lực hồng cái tiền nổi giận hóa về hình yêu thú nguyên bản muốn phát huy man lực đối cứng với thái thúc sơn nhạc thái thúc sơn nhạc không sợ vận sức toàn thân vung hai cây búa lớn tăng tốc độ công kích vào uy lực vung tròn búa lao lên trời Vận lông đỏ vươn đôi quyền của nó ập xuống ầm một tiếng đôi búa đôi búa lớn tàn vỡ thái thúc sân nhạc tràn máu mũi miệng thân thể rơi mạnh xuống thế giới của vượn lông đỏ bị chặn đứng song quyền đập xuống cũng bị hất văng cơ thể to lớn rơi nghiêng sang bên một luồng hàn quang lóe ngang không gian thái thúc sân nhạc đang rơi muốn xoay người vung tay đánh trả nhưng mà đã chậm Vụ chốc hành rất ngang trời kiếm theo thế chém xoay xoáy ra sau mặt vô cảm mũi kiếm phía sau nhiễm đỏ giọt máu theo gió bay đi thái thúc sân nhạc nắm chặt song quyền mắt trợn trừng miệng há ra ú ớ muốn nói mà không thành lời biến hóa xuất hiện sau lưng ông ta lưng ông ta nứt ra tuế máu cả thân thể ông ta bị cắt làm đôi từ ngang eo vô chấu hành tụ toàn đực vào một chiêu phá thân thể mình đồng ra sắt của thái thúc sân nhạc thừa cơ hồng cái thiền quấy giày thái thúc sân nhạc mà một kiếm chu diệt thân hình dao động trên không trung vô chấu hành điều chỉnh phương hướng tới tới hạ xuống ngọn cây chỗ nghỉ hữu đạo lúc tới gần hai tay đột nhiên vung mạnh thân thể cất cao lên chân hạ xuống vạt áo phấp phới chậm rãi đáp xuống cạnh nghỉ hữu đạo vô chấu hành xoay tay ném kiếm lên trời kiếm rơi xuống cạch một tiếng rơi đúng vỏ kiếm sau lưng y nghỉ hữu đạo nghiêng đầu nhìn về phía y thấy miệng y có vết máu chậm rãi hỏi bị thương à Vô chú hành lắc đầu nói Thương nhẹ Không sao hết Lần đầu giao chiến với loại cao thủ này Của khí vân tông sao Người hữu đạo lại hỏi Vì đối phương bị thái thúc sơn nhạc Đột nhiên vùng đôi búa Nện vào tay, trở tay không kịp Vô chú hành hơi gật đầu Y chỉ là một tán tu Đâu có dối hơi đến độ đi trêu chọc con quái vật khổng lồ Như là khí vân tông Đặc biệt là trêu chọc vào cao thủ cấp bậc trường lão khí vân tông Y giơ tay lên lau vết máu trên miệng Nhìn màu đỏ thấm ở trên ngón tay Theo tình hình xếp hạng trong khí vân tông Ông ta còn chưa hạ được tính là cao thủ cao cấp Hôm nay mới biết được vì sao khí vân tông Có thể uy trấn được tu hành giới Thực lực quả nhìn bất vả trong lòng y càng có mấy phần tiếc nuối Khó trách hạng sáu đan bảng như y Cũng không được những đại phái kia để mắt tới Nếu đạo biểu thị tán thành Gật đầu Hôm nay hắn cũng được mở rộng tầm mắt Tứ hải phải từ bốn cao thủ Cấp bậc quản lý hợp tác với nhau Mà không chính nổi thái thúc sơn nhạc Thực lực khí vận tổng qua thực là có thể tưởng tượng Chẳng trách Nước tấn thô bạo như vậy Chẳng trách các phái không dám dễ trêu trọng Người tự tay giết Thái Thúc Sơn nhỉ Rất nhiều người ở đây đã nhìn thấy rồi đấy Nghiếu đạo bình thản nhắc nhở Vua chúa hành im lặng gật đầu Hiểu ý quán Vì hành động quá khích vừa rồi Nước tấn chắc không dễ buông tha chùi. Ý đáp Người tự tay giết trường lão quản sự của ba phái nước triệu Nghiếu đạo lắc đầu nói Không giống Ta vừa ra khỏi Toàn bộ nước triệu sẽ căng như dây đàn Lại phải cầu đến ta giết mấy người của họ cũng không tính là gì Vô chỗ hành nhiều Người ta ám chỉ thế lực sau lưng người ta không thể lộ ra ánh sáng Không cách nào đứng ra làm chỗ dựa công khai chỗ Ngưu mộ thích kết bạn Sẽ không bạc đãi bạn bè Nếu người có hứng thú Có thể tới Mao Lư Sơn Trang Mao Lư Sơn Trang của ta có thức ăn và rượu rất ngon Chính là để khoản đãi bạn bè Người muốn ở bao lâu cũng được nghĩ hữu đạo nhắc nhở Vô chốc hành trầm mặc mẹ còn vân cơ nhìn nhau xem ra nghĩ hữu đạo lại muốn kéo một cao thủ đến mao lư sơn trang làm hộ vệ trong nhà rồi nhưng cũng phải nói lại nghĩ hữu đạo vốn đã quá nhiều giận càng không sợ ngứa vốn đã đối nghịch với nước tấn rồi à mình nghỉ đây nha mọi người và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện này 听讲。